rồi, nguồn dinh dưỡng từ thịt. Thằng Úc, cô đang làm gì á? Tớ đang gấp máy bay đấy. Máy bay giấy ấy. Cậu có thích chơi máy bay không? Tớ quá chứ. Ở nhà tớ thích chơi máy bay lắm, nhưng mà không có ai chơi. Cậu cho tớ gấp máy bay với nhá. Ok luôn. Thế thì tớ với cậu mỗi người gấp một cái, xong mình thi máy bay nhá. Ok. Cậu làm máy bay gì ấy? Tớ làm máy bay Boeing 777. Còn tớ làm máy bay Airbus 888. Trận chiến máy bay 777 và 888. Xem cái máy bay nào là máy bay bay nhanh hơn. Tớ nghĩ là máy bay của tớ đấy Thành ạ. Chưa chắc đâu. Rồi, vậy là đã xong. Tèn tèn tèn. Wow, đẹp chưa? Cậu chưa gấp xong à? Tớ chưa. Yeah. Cậu kêu cái gì đây? Cậu à, tớ làm tớ giật mình. Ui giời, cậu giật mình còn kinh hơn cả tớ. Thế cậu tìm tớ có việc gì? Này nhá, tớ mới mua cái máy bay 20 triệu lận. Máy bay điều khiển từ xa. Ui, xịn thế. Thật không đây? Thật chứ đây này. Tớ có lừa cậu bao giờ đâu. Đây này. Ui, đúng là nhà giàu quá khác. Ừ, đây, đấy. Xịn chưa? Đấy, xịn chưa? Thôi đi chơi đi. Không, tớ đi về đây. Cái khoe cái gì? Yeah, máy bay của tớ hoàn thành rồi này. Tớ cũng hoàn thành rồi này. Ui, sao máy bay của cậu dài thế? Thế tớ hỏi cậu nhá, 888 với 777 cái nào to hơn? 888, tất nhiên rồi. Thế, của tớ máy bay 888 phải to hơn chứ. Ừ, nhưng mà thôi bây giờ phi xem máy bay nào bay dài hơn đi. Nào, 1, 2, 3. Mình ra ngoài rủ Tùng Đen đi chơi đi. Đi. Tùng ơi, đi chơi đi. Ơ, sao mặt gì mà thẫn thờ tương tư cô nào vậy? Bạn Cún ấy, bạn Cún ấy bán mua đồ chơi 20 triệu. Bạn ấy cầm cho tớ xem. Tớ cứ tưởng là được chơi cơ. Hóa ra bạn ấy cầm, bạn ấy khoe cho tớ xong bạn ấy đi về. Làm tớ mừng hụt, hai cậu ạ. Ơ, 20 triệu cơ? Ừ. Đồ chơi gì mà tận 20 triệu vậy cậu? Ui, bằng một cái xe máy nhà tớ luôn. Tớ cũng không biết được, thấy cậu ấy bảo là cái máy bay điều khiển. Tớ đâu có được sờ đâu, tớ chỉ được nhìn thôi. Uầy, máy bay đồ chơi gì mà tận 20 triệu cậu nhỉ? Ừ. Vừa rồi á, tớ với Khanh á, gấp máy bay giấy, chẳng mất đồng nào các anh nhỉ? Ừ, mà bay vù vù đi ấy nhỉ, bay cả sang đâu ấy, mất rồi. Các cậu chưa được chơi máy bay điều khiển bao giờ đâu phải không? Đúng rồi, làm gì có tiền mà chơi. Hay là đi bảo bọn Cún tớ chơi. Không được đâu, bạn ấy không cho chơi đâu. Đấy là cậu nghĩ vậy chứ, bọn tớ sang xin kiểu gì bạn đấy cũng cho chơi. Đúng rồi, thôi hay là bọn mình cứ thử sang xin bạn đấy xem biết đâu bạn này cho chơi nhỉ. Ừ. Đi đi. Ơ Cún ơi. Hả? Tớ nghe nói cậu có cái máy bay xịn lắm đúng không? Đúng rồi, 20 triệu. Wow, cậu mở ra cho tớ xem với. Ok, tớ dễ tính mà. Đây đây xem đây nha, đây là cái máy bay xịn đây. Wow, đấy. Đẹp nhờ, mới tinh đi. Tận 20 triệu đây. Ôi nhiều cánh thế. 4 cánh liền. Đây là cái bảng điều khiển siêu to khổng lồ. Cái máy bay này không phải máy bay bình thường đâu. Đây máy bay xịn đây, có thể quay video, quay các cậu lại được đây. Ôi, thích chưa? Đấy, này có cái này này. Đây, cái này có phải để nướng thịt không? Nướng thịt, đúng rồi, cái đồ nhà quê. Cái này. Cái này là để con 11 Pro. Để vào đây. Cái phải điện thoại vào làm gì hả cậu? Để quay những cái cảnh trên cao các cậu hiểu không? Đây nha, các cậu thấy cái mặt của nó chưa? Đây chính là cái camera để xoay cạnh các cậu ấy. Cậu đừng có điêu làm sao mà xoay được? Ờ được rồi, cậu bỏ ra. Đây mặt hàng này. Đấy, hàng nhăn cái mặt đây nào. Đấy, đây, đây Tùng này, tôi chung bỏ ra. Đấy, đấy, đây Khanh nha, Khanh đầu, Khanh đầu. Khanh loài chắn rô nè. Đấy, đấy. Nhưng mà nó có bay được không? Bay được chứ, bây giờ tôi bay cho các cậu xem nha. Ừ, bay đi. À, nhớ lên đây. Đấy. Đây, quay cho cậu xem nha. Nào. Đây này. Bắt đầu mình ngồi dưới này này. Đấy. Đấy, đây này. Nha, Khanh đây nha. Hằng đây nha, thấy chưa? Xin chưa? Cái mát rồi đấy. Ôi, lên tí này. Mát thế. Tụi lên tí.
đi luôn. Mát như toàn thôi nhờ. Không cho nó bay nữa. Không, nó bay này đủ rồi. Các cậu xem như thế được rồi, còn gì nữa. Cậu bay xuống để cho bọn tớ thử đúng không? Không, không được. Cho bọn tớ chơi thử, cho tớ bay lên thử một lần thôi. Đúng rồi, thử nào bay mà thì mất tít đủ tớ sao? Tận 20 triệu đấy, tớ chỉ cho cậu xem thôi, không chơi thử đâu. Thôi tớ cất đi đây, để cái nào tớ chơi tiếp, đi hẳn của tớ. Cho các cậu chơi đều nhé. Tớ bảo rồi. Bạn cố mạng đấy kia bo thật đấy. Cái máy bay bạn đấy xịn như thế mà mình cứ ngước lên mà hết cả cổ. Chả nhìn thấy cái gì mà chả được sờ nhở. Không được chơi thử lần nào. Tớ có cách này. Một mình chúng mình thì không có tiền để mua máy bay điều khiển đúng không? Nhưng mà ba đứa chúng mình góp lại thì chắc là có đủ tiền để mua máy bay điều khiển đấy. Mình không mua loại xịn như bạn cốn, mình chỉ mua loại rẻ thôi. Ý này được đấy. Đi, thế thì bọn mình cùng góp tiền để đi mua máy bay điều khiển đi. 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 Mua được máy bay rồi. Bọn mình có 20.000 nên là mua được mỗi cái máy bay bé này thôi. Nhưng mà bác bán hàng bảo là cái máy bay này không cần điều khiển nhưng mà cảm ứng được thì cũng được rồi nhỉ. Nhìn cũng đẹp hơn máy bay đấy của mình rồi Hằng ạ. Tớ cũng thấy thế. Bây giờ chúng mình hãy cùng nhau chơi máy bay 20k. Tùng, bật lên cho tớ. Bật lên nào, ok. Mãi mới tìm thấy cái máy bay các cậu nhỉ. 20.000 mà chơi thích thật đấy. Chơi lần nữa nhá. Chơi lần nữa đi. Bay đi. Cậu cứ đổi ý đi. Nó cắt xuống. Nope. Chưa? Ô, cú này. Sao đây? Ui các cậu ơi, tớ vừa điều khiển máy bay nó bay mất tiêu đâu, mình tớ tìm mãi không thấy các cậu ạ. Bọn tớ cũng mất, mà cái máy bay này của bọn tớ nó bay thấp nên bọn tớ tìm đến luôn. Này Tùng, cậu cười gì ấy? Người ta đang mất đồ, người ta đang buồn. Các cậu cười cái gì? Tớ đang buồn đây. Ôi, bọn tớ đùa đấy. Đây chơi máy bay của bọn tớ không? Đây là máy bay gì mà nhìn bé liệu tiêu này? Nó bé nhưng nó không cần điều khiển luôn, nó chỉ cảm ứng luôn cậu ạ. Mà các bay đứng chơi được không cậu? Có chứ, máy cao là đằng khác. Cho tôi thử nào. Rồi, bây giờ bọn tớ sẽ cho cậu chơi. Nhưng mà với một điều kiện, cậu phải bỏ cái tính khinh thường người khác đi. Đúng rồi. Tớ biết lỗi rồi, tớ sẽ bỏ cái tật xấu đấy. Và từ lần sau tớ qua đồ chơi mới, tớ sẽ quay các cậu đến chơi nhá. Thật nhá. Ok. Cái này chơi dễ lắm. Bây giờ nhá, cậu ấn vào nút này, xong nó tự bay lên thôi. Thật đấy cậu, ấn thử nhá. Wow, thích quá, đi về thôi, mai chơi tiếp nha. Ok. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video. Các bạn đừng quên ấn like, chia sẻ video và đăng ký kênh để ủng hộ KN Channel nha. Đừng quên truy cập vào Facebook Hằng Channel để kết bạn với chị Hằng nha.